Bạn theo học khối D, A1 và có nguyện vọng theo học một trường đại học danh tiếng về đào tạo ngoại ngữ tại Hà Nội. Tuy nhiên, bạn không biết phải tìm kiếm và chọn lọc thông tin như thế nào để có được sự lựa chọn đúng đắn nhất. Hãy cùng Vạn Ý Tưởng đến với top 10 trường đại học đào tạo ngoại ngữ nổi tiếng nhất Hà Nội để có một cái nhìn tổng quát nhất. Đại học ngoại ngữ. Đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội tất nhiên là lựa chọn tuyệt vời đầu tiên cho các bạn đang học khối A1 và D rồi. Đây có lẽ là ngôi trường bạn từng được nghe danh khá nhiều bởi chuyên môn ngoại ngữ và chất lượng đào tạo bậc nhất Việt Nam. Trường Đại học Ngoại ngữ được thành lập năm 1955, là một trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ ngoại ngữ lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra trường còn có các chương trình liên kết đào tạo với rất nhiều trường đại học trên thế giới như Anh, Pháp, Nga, Nhật, Đức. Phương thức xét tuyển, bắt đầu từ năm 2015 trường Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực riêng do nhà trường tổ chức. Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành học, thí sinh có đủ điểm vào trường nhưng không đúng chuyên ngành có thể xin chuyển ngành nếu ngành đó còn chỉ tiêu. 2. Đại học Hà Nội. Trường Đại học Hà Nội tiền thân là trường Đại học Ngoại ngữ, được thành lập năm 1959. Trường Đại học Ngoại ngữ có khả năng giảng dạy các ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Italia. Trong số ngoại ngữ nêu trên có 10 chuyên ngành tiếng đào tạo cử nhân ngoại ngữ, 4 chuyên ngành tiếng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ. Trường Đại học Hà Nội đã triển khai đào tạo cử nhân các chuyên ngành khác dạy bằng ngoại ngữ từ năm 2002, ngành quản trị kinh doanh, du lịch, quốc tế học, khoa học máy tính, tài chính ngân hàng, kế toán, giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngành khoa học máy tính, giảng dạy bằng tiếng Nhật. Trường Đại học Hà Nội đã ký kết hợp tác đào tạo với trên 30 trường đại học nước ngoài. Có quan hệ đối thoại với 60 tổ chức, cơ sở giáo dục quốc tế, có quan hệ trực tiếp hầu hết với các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Tham gia các hoạt động văn hóa đối ngoại, giao lưu ngôn ngữ, văn hóa với nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và quốc tế. 3. Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trường Đại học Ngoại thương được thành lập năm 1960, là một trường kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là ngôi trường danh tiếng bậc nhất Việt Nam, là niềm mơ ước của bao bạn trẻ được học tập trong môi trường chất lượng và năng động như thế. Chính vì thế trở thành sinh viên trường Đại học Ngoại thương, bạn phải có một học lực giỏi, xuất sắc. Đến nay khoa đã cử được 100% giáo viên trẻ đi đào tạo trình độ thạc sĩ. Nhiều giáo viên trong khoa đã có bằng thạc sĩ hoặc cử nhân về kinh tế, thương mại. Đặc biệt trong giai đoạn 2011 đến 2015 khoa đã có một giáo hoàn thành chương trình tiến sĩ về kinh tế tại Đài Loan. Hai giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ về quản trị kinh doanh theo chương trình liên kết quốc tế tại Đại học Thương mại. 13 giáo viên đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân bằng 2 về quản trị tại Đại học Thương mại. Một giáo viên hoàn thành chương trình lý luận chính trị cao cấp và 18 giáo viên đã hoàn thành chương trình thạc sĩ về ngôn ngữ Anh tại Đại học Quốc gia. Hiện nay khoa còn 4 cán bộ, giáo viên trẻ cuối cùng đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ Anh. 4. Học viện Ngoại giao. Học viện Ngoại giao thành lập trên cơ sở nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế. Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo đại học. Sau đại học bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, nghiên cứu, tham gia tư vấn cho Bộ Ngoại giao cho Đảng Nhà nước. Với phương châm năng động, sáng tạo, tầm nhìn, học viện là một môi trường lý tưởng để các bạn bộc lộ tài năng. Đặc biệt, học viện liên tục được đón tiếp các vị đại biểu đại sứ quán các nước cũng như đại biểu cấp cao các nước đến thăm. Trường đào tạo ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, ngay từ năm đầu và ngoại ngữ chuyên ngành cho tất cả năm khoa, truyền thông quốc tế, kinh tế quốc tế, luật quốc tế, quan hệ quốc tế, tiếng Anh. Phương thức tuyển sinh, trường tuyển sinh dựa vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cho khối D và A1. 5. Đại học FPT. Trường Đại học FPT là một trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 2016 do tập đoàn FPT đầu tư 100% vốn, trở thành một trường đại học đầu tiên do một doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là một ngôi trường năng động, chuyên nghiệp, chất lượng học quốc tế, với 98% chất lượng ra trường có việc làm. Trường đặc biệt chú trọng đào tạo ngoại ngữ. Đại học FPT cũng tự hào là trường có số sinh viên theo học ngành công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam và là một trong 3 trường đào tạo ngành quản trị kinh doanh hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên nếu bạn muốn theo học tại trường thì xác định có đủ điều kiện chưa học tại trường không vì trường có học phí rất cao.
Phương thức tuyển sinh, xét tuyển theo chỉ tiêu, ưu tiên nộp hồ sơ sớm. Tuyển thẳng, đối với thí sinh có điểm tổng kết lớp 12 từ 6.5 trở lên, hoặc điểm toán lớp 12 từ 7.0 trở lên. Thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng sẽ xét học bạ và phỏng vấn đầu vào. 6. Khoa Quốc tế Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Được thành lập năm 2002, Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo công lập đi đầu các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong đơn vị tiên phong đi đầu về việc đào tạo đại học và sau đại học toàn bộ bằng ngoại ngữ, đã hợp tác với các trường danh tiếng nước ngoài. Bằng cử nhân do Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học liên kết cấp. Đến nay Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã hợp tác với hơn 40 trường đại học nước ngoài. Đến năm 2015 cũng là tiên vị tiên đầu của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai chương trình thu hút độc giả, trong đó có các giáo sư nước ngoài sẽ tham gia vào công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tại Khoa Quốc tế đã đào tạo thành công hàng chục chương trình đại học bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Nga. Phương thức xét tuyển dựa vào kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. 7. Đại học Thăng Long. Đại học Thăng Long là trường đại học tư thục tại Việt Nam, là cơ sở đào tạo bậc đại học ngoài công lập đầu tiên tại nước ta trong thể chế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường được thành lập năm 1988 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long. Năm 2005, trường được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định đổi trường từ loại hình trường dân lập sang loại hình tư thục. Đại học Thăng Long là một trong những trường đại học tốt ở Việt Nam, văn bằng của trường nằm trong văn bằng hệ thống quốc gia. Trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ với mức học phí là 18 triệu đồng trên một năm. Phương thức tuyển sinh dựa vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, riêng ngành ngôn ngữ Anh thi chính là môn tiếng Anh. Ngành ngôn ngữ Trung môn thi chính là tiếng Trung. 8. Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập 1951 là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu đại học và khoa học kỹ thuật đa ngành chất lượng cao, là một trong 19 trường đại học trọng điểm quốc gia. Tính đến năm 2015, trường có 23 khoa đào tạo và 2 bộ môn trực thuộc. Các khoa sư phạm tiếng Anh, tiếng Pháp, các bộ môn tiếng Nga và bộ môn tiếng Trung Quốc là những nơi đào tạo tốt nhất. Phương thức tuyển sinh, trường dựa vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia do các cụm thi đại học chủ trì. Viện Đại học M Hà Nội. Viện Đại học M Hà Nội được thành lập 2003, là tổ chức hoạt động trong hệ thống các trường đại học do Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam trực thuộc quản lý và được hưởng mọi quy chế của một trường đại học công lập. Viện Đại học M là một cơ sở giáo dục đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hệ thống giáo dục Việt Nam tại Hà Nội. Quy mô đào tạo của trường hàng năm là 60.000 sinh viên gồm các hệ chính quy, từ xa và tài chính và hơn 11 chuyên ngành. Phương thức xét tuyển dựa vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. 10. Đại học Luật Hà Nội. Cùng với sự lớn mạnh của trường, bộ môn ngoại ngữ cũng không ngừng phát triển để đáp ứng với yêu cầu về giảng dạy ngoại ngữ trong nhà trường cũng như yêu cầu của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ. Các tổ chuyên môn thuộc bộ môn ngoại ngữ không ngừng cải cách giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với xu hướng giảng dạy ngoại ngữ mới và mục tiêu chung của nhà trường. Từ năm 2010, bộ môn tiếng Anh đã chính thức thực hiện chương trình chuẩn đầu vào và đầu ra TOEIC, một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang ngày càng được nhiều trường đại học không chuyên ngữ trong cả nước áp dụng và được các nhà tuyển dụng sử dụng làm chuẩn đánh giá người lao động cho sinh viên hệ đại học chính quy. Đây là bước tiến lớn không những của tổ Anh văn, bộ môn ngoại ngữ mà còn của Trường Đại học Luật Hà Nội, góp phần khẳng định chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong trường, đáp ứng như nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.